Lễ trao giải và bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 đã diễn ra vào tối ngày 25 tháng 11 tại Đà Lạt Opera House, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Tro tàn rực rỡ có một đêm đại thắng với nhiều giải thưởng quan trọng. Ngược lại, bộ phim Đất rừng phương Nam hoàn toàn trắng tay ở tất cả các hạng mục giải thưởng. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 có số lượng phim tham dự nhiều nhất từ trước tới nay. Từ 177 bộ phim tham dự, hội đồng tuyển chọn đã chọn được 146 bộ phim. Năm nay có nhiều bộ phim hay, chất lượng nghệ thuật được nâng cao, sáng tạo trong ngôn ngữ điện ảnh, độc đáo trong cách kể chuyện. Nhiều phim hướng tới giá trị nhân văn thông qua hệ thống nhân vật, khai thác cái đẹp, sự nhân ái và đặc biệt đi sâu vẻ đẹp trong tâm hồn con người Việt Nam. Về kết quả, ở các hạng mục về diễn xuất, Lê Công Hoàng, phim Tro tàn rực rỡ và Bùi Lan Hương, phim Em và Trịnh, nhận giải nam nữ diễn viên phụ xuất sắc. Trong khi đó, Thái Hòa của phim Con nhóc móc chồng và Đinh Y Nhung, Mai Cát Vy của phim Mẹ ơi, bướm đây được xướng tên hạng mục nam nữ diễn viên chính xuất sắc. Giải thưởng của ban giám khảo thuộc về Con nhóc móc chồng, còn Siêu lừa gặp Siêu lầy nhận giải thưởng phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Đặc biệt, bộ phim Em và Trịnh đã vinh dự nhận giải thưởng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên hùng vĩ, dành cho phim có bối cảnh quay tại Lâm Đồng. Giải Bông Sen Bạc năm nay đã được trao cho 3 bộ phim là Mẹ ơi, Bướm đây, Em và Trịnh, Đào, Phở và Piano, hạng mục phim điện ảnh. Và hạng mục cao nhất Bông Sen Vàng lần lượt gọi tên Những đứa trẻ trong sương, phim tài liệu, Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ trong chữa cháy, phim khoa học và Giấc mơ của con, phim hoạt hình. Đặc biệt, giải thưởng quan trọng và luôn nhận nhiều sự quan tâm nhất, Bông Sen Vàng, thể loại phim truyện điện ảnh, đã gọi tên Tro tàn rực rỡ. Kết thúc lễ trao giải, ban tổ chức cũng thực hiện nghi lễ trao cờ cho thành phố Hồ Chí Minh, nơi tổ chức kỳ liên hoan phim lần thứ 24 vào năm 2025. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh lên sân khấu nhận cờ đăng cai, nhấn mạnh đây là vinh dự của thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố cam kết tạo điều kiện, có tinh thần và trách nhiệm cao nhất để kỳ liên hoan phim sắp tới sẽ thành công, vinh danh các nghệ sĩ, tác giả và những người tham gia góp phần phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam.